vận số người tuổi tỵ người cầm tinh con rắn sanh vào giờ nào ngày nào tháng nào thì tốt luận phong thủy năm tuổi và ngày giờ tháng sinh ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh cả đời của một con người nếu sanh vào thời điểm đẹp thì mệnh chủ đại cát đại lợi ngược lại cần chú ý cẩn trọng và nỗ lực nhiều hơn vậy vận mệnh của người tuổi tỵ theo giờ ngày tháng sinh như thế nào? người sinh vào thời gian nào có mệnh số tốt, được hưởng bình an phú quý. tuổi tỵ sinh vào giờ nào có vận số tốt nhất? sinh vào giờ tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ do tý thủy khắc chế tỵ hỏa nên người tuổi tỵ sinh vào giờ tý có cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên, được sao Long Đức chiếu mệnh nên tai qua nạn khỏi, không phải trải qua tình huống hung hiểm hay nguy hiểm nào tới tính mạng. Người này tuy có cuộc đời nhiều sóng gió nhưng sự nghiệp vẫn phát triển và thành công. Sinh vào giờ Sửu, tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi tỵ sinh vào giờ Sửu có tỵ hỏa sinh sửu thổ nên mua sự tất thành tuy bị hao tốn tiền của nhưng cuối cùng vẫn thành công. Người này có sự nghiệp thuận lợi, được người thân, bạn bè giúp đỡ, cuộc đời hạnh phúc, bình an. Sinh vào giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ, do dần mộc sinh tỵ hỏa, nên người này có tiền đồ rộng mở. Ngoài ra do phúc tinh chiếu mệnh nên thành sự tài thiên, được nhiều người trợ giúp. Ngoài ra người tuổi tỵ sanh vào giờ dần có ý chí kiên cường, trí dũng song toàn, tài trắng, lập đại nghiệp. Nhưng đề phòng hòa khẩu thiệt thị phi ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sanh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Mão mộc sinh tỵ hỏa nên suốt đời người tuổi tỵ đều gặp may mắn, được bạn bè giúp đỡ, cuộc sống sung túc, Tuy nhiên bản mệnh người này có sao thiên cậu chiếu rồi nên công danh sự nghiệp tuy ít sóng gió lớn nhưng khá lận đận và phải bôn ba khắp nơi để cầu tài. Sinh vào giờ thình tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Người này có tị hỏa sinh thình thổ nên mọi sự thuận lợi liên tiếp gặp may mắn Người này nhã nhặn, lịch sự, phong thái, đường hoàng, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nơi sự nghiệp phát triển tốt đẹp, cuộc sống yên vui và sung túc. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi tỵ sinh vào giờ bản mệnh, hình thành cục diện tỷ kiếp thái tuế, nên cuộc đời thăng trầm. Khi lên voi, lúc xuống chó bất ổn, lại thêm sao chỉ bói chiếu mệnh nên cuộc sống không yên ổn, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh tật. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ do ngọ hỏa và tỵ hỏa cùng đồng hành nên các mối quan hệ giao thiệp của người này rộng lại có sao thái dương chiếu mệnh dù có lúc gặp vận xấu nhưng cũng tai qua nạn khỏi Bên cạnh đó, người này có phận đào hoa rất vượng nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình trạng ngoại tình. Sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ, tỵ hỏa sinh mùi thổ nên dù bị sao nguyệt sát chiếu mệnh nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Tuy nhiên cuộc đời người tuổi tỵ sinh vào giờ mùi khá vất vả nhiều sóng gió, đời sống hôn nhân nhiều chuyện muộn phiền sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Bản mệnh người tuổi tỵ sinh vào giờ thân có tỵ hỏa khắc chế thân kim, lại có sao quý nhân chiếu mệnh nên sự nghiệp thuận lợi được quý nhân giúp đỡ gặp hung hóa cát, cuộc sống sung túc đủ đầy. Tuy nhiên đôi khi sẽ bị kẻ xấu gây phiền nhiễu thậm chí là hãm hại. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ, Tị hỏa khắc chế dầu kim, sao thiên tướng, chiếu Mệnh nên người này có số giàu sang, công danh sự nghiệp phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng đến tiền đồ. Sinh vào giờ Tức, tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Tị hỏa sinh tuất thổ, nhưng có sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên người tuổi Tỵ sinh giờ tuất có số đi xa được quý nhân giúp đỡ gặp hung hóa cát nhưng đôi khi bị phá tai và mắc bệnh nhẹ sinh vào giờ hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ hợi thủy khắc chế tị hỏa cộng thêm sao dịch mã chiếu mệnh nên số phải bùng ba khắp nơi lăn lộn xứ người để mưu sinh lập nghiệp kết luận giờ sinh tốt nhất cho người tuổi tỵ là giờ thìn và giờ dần. Tuổi tỵ sinh vào ngày nào có vận xấu tốt nhất? Người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 1, cuộc đời hành thông suôn sẻ, việc vui thì nhiều, việc buồn thì ít, thành nhiều bại ít, mệnh các tương. Người này thường xuyên gặp may mắn, có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ thành đạt sự nghiệp. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 2, thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành đức độ, đa tài, đa nghề, tuổi trẻ bình thường, an ổn, tuổi già đại cát, cuộc đời luôn tiến về phía trước, phát triển không ngừng. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 3, có vận trình muộn phiền nhấp nhô, không nơi nương tựa, không thể dựa vào gia đình, cha mẹ, anh em không giúp đỡ tuổi trẻ nhiều vất vả, tuổi già mới được hưởng phúc. Người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 4, không có tài giao lưu nói chuyện nên thường xuyên gặp khó khăn trong giao tiếp. Chơi với bạn bè chịu thiệt thôi, cuộc đời nhiều rủi ro, làm mất, chỉ khí, đề phong gặp sai lòng. Người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 5, một đời vui vẻ, thoải mái, ung dung, sung sướng, mệnh mang đào hoa, nhân duyên rất vượng, chú ý cỏ điềm thị phi, đàm tiểu và nhất là đề phong, nạn tự sắc ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 6, vận trình các hung họa phúc đang xen, chim nội bất định, thành ít bại nhiều, nếu có thể xa quê phát triển, đi làm ăn xa thì mới phát triển đạt được danh lợi và thành đạt sự nghiệp rạng rỡ. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 7, có mệnh tọa đào hoa, nhân duyên cực vượng, người phong lưu đa tình, yêu nhiều, quen nhiều. Tiền bạc vào tuổi đi ra hết, chi tiêu không hợp lý nên không có tài sản tích lũy. Tuổi già khó khăn, không được hưởng phúc, không nơi nương tựa. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày mùng 8, vận mệnh nửa mừng nửa lo có hung có cát có vui có buồn tiên vận không tốt có tai nạn thanh niên phiền muộn vất vả nhấp nhô chắc trở từ trung vận tạm thời ổn định hơn người tuổi tỵ sanh vào ngày mùng 9, có số gặp thị phi thường xuyên gặp nhiều chuyện dèm pha tai tiếng mưu sự thành ít bài nhiều không thuận lợi có nhiều rủi ro rất lớn số phận khổ sở, mệt mỏi. Người tuổi tỵ sanh vào ngày mùng 10 có các nhân thiên tướng, là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến chức nhanh chóng, tài lợi phong phú, cuộc đời vừa có chức lại vừa có tiền, không cần lo lắng sau muộn. Người tuổi tỵ sanh vào ngày 11 các hung đang sen, Họa phúc song song, cũng có gặp chuyện tốt nhưng cũng ít lần muộn phiền. Trắc trở phải bôn ba và di chuyển nhiều. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 12 nên sức ngoại thì phát triển tốt và sự nghiệp rạng rỡ, thành gia lập nghiệp thành công, tay chẳng dựng nghiệp, tự mình cố gắng, không có ai trợ giúp. Ngày 13 là một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi tỵ Cuộc đời phong lưu vui sướng, tiên vận bình thường, trung vận phát đạt, tuổi già thoải mái hưởng phúc, cả đời ung dung, không có chuyện gì, bận tâm lo lắng. Người tuổi tỵ sanh vào ngày 14, có đường hôn nhân rất tốt, vợ chồng tương thân tương ái, có thể cùng trợ giúp bạn đời cùng phát triển, có hy vọng phát đạt giàu có, tài lộc đủ đầy, không lo nghèo khó. Người tuổi Tỵ sanh vào ngày 15 tức ngày rằm. Sự nghiệp như ý, công việc thuận lợi, có thể tích lũy tài sản gia hưng nhân vượng, con cháu đông đúc thuận hoa. Điểm duy nhất cần đề phòng là gặp chuyện khó khăn gian nan nên chọn đường giải không cần đâm quàng bụi rậm. Người tuổi Tỵ sanh vào ngày 16 có mệnh cách không thuận lợi, gặp nhiều tai nạn hung hiểm nhân duyên, lạnh nhạt, không có người kề cận chia sẻ một đời cô độc. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 17, mệnh mang quan tinh, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách gia môn. Người này mưu sự thành công, chức quyền, vang danh, có số đứng trên nhiều người. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 18, có gia vận thịnh vượng, tài lợi dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ an nhàn, một đời an yên tốt lành, không có nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày 19, mặc dù khổ cực vất vả nhưng cũng được hưởng phúc, không cần lo cái ăn cái mặc, tài chính đủ đầy, có danh vọng, sự nghiệp khởi sắc, công việc thuận lợi, càng cố gắng càng thành đạt. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 20, có gia nghiệp thịnh vượng, tài lợi dồi dào, công thành danh tội, xa gần đều nổi tiếng. Người có chức có quyền, tài năng xuất chúng, đạt được thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 21, tiền vận không tốt, trung vận khởi sắc, bắt đầu phát đạt, tuổi trẻ vất vả bông ba, từ trung niên chuyển đổi hành thông hơn, xuân sẻ hơn người tuổi tỵ sinh vào ngày 22 là người có số mệnh tha hương, rời nhà đi làm lập nghiệp. Bốn biển là nhà không ổn định, trung niên tài vượng, tài lộc đủ dùng, càng di chuyển nhiều càng phát đạt. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 23, thông minh, hiểu học, dũng cảm, can trường, có tài, có trí, cuộc đời thuận bươm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 24, mệnh mang đào hoa, thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt, cả đời vui vẻ, hạnh phúc ái tình, hưởng đủ đầy, nhưng tài lộc không tụ, khó tích lũy được tài sản. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 25, thông minh, hiền tài, nhanh nhẹn hoạt bát, là anh kiệt nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 26 Một đời khổ sở muộn phiên Nhất là thời trẻ vô cùng bôn ba vất vả Nhưng trung vận chuyển đổi Cũng có thể cải thiện hơn sự nghiệp thành đạt Con cái đông đúc và hòa thuận cuối đời xung vây Người tuổi tỵ sinh vào ngày 27 Cuộc đời trùng trùng mạo hiểm Xung quanh có nhiều chuyện khó lường Không được bạn đời trợ giúp vận trình nhấp nhô trắc trở nữ mệnh tốt hơn nam mệnh người tuổi tỵ sanh vào ngày 28 các hung song hành có họa có phúc cuộc đời nhiều lần chuyển đổi bất ngờ nhanh mồm nhanh miệng nên vướng vào thị phi thường xuyên gặp tai tiếng đường con cháu tốt lành đông đúc hòa thuận người tuổi tỵ sanh vào ngày 29 Trời sinh đào hoa, nhân duyên với người khác phái vô cùng thịnh vượng, một đời phong lưu nhưng không tích lũy được tiền tài, làm bao nhiêu, tiêu bảy nhiêu, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Người tuổi tỵ sanh vào ngày 30, có sự nghiệp thành công, một mình, làm chủ một cõi, thanh đạt vang danh, tài lợi thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải nghĩ ngợi tuổi tỵ sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng giêng tức tháng 1 âm lịch tháng giêng là tiết tân xuân người tuổi tỵ sanh vào tháng này có nhiều tham vọng mơ ước cao xa nếu cố gắng thì cũng có chút thành công có thể nói người tuổi rắn sinh vào tháng giêng không phải chịu nhiều khó khăn gian khổ nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều tính cách vui vẻ hoạt bát, mệnh chủ được nhiều người yêu mến. Dương khí vượng, ý chí ngất trời, có điều tiền đồ không được thoáng đảng, chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp cũng vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời người tuổi tỵ sanh vào tháng 1 âm lịch hiếm khi được quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, có lúc có nhiều ý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó bề thi triển sức mình, muốn giành được thành công cũng chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh người tuổi Tỵ sanh vào tháng 2 âm lịch tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 2 âm lịch này mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói đến chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Những chú rắn sanh vào tháng 2 âm lịch là người phúc lộc mỏng lọc chẳng nhiều trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn lúc nào cũng có chuyện phiền phức khổ tâm gây phiền não tính cách người này khá chăm lắng thích yên tĩnh ham học hỏi có tài năng về thơ ca nghệ thuật nhưng không may chẳng được tìm nơi phụng võ bất mãn với thời cuộc ý chí phấn đấu ngày càng xa suốt lý tưởng cũng héo mòn chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi tỵ sanh vào tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, tuy một đời không phải đại phú đại quý nhưng vẫn được xem là người có phúc sinh vào tháng này trong năm người tuổi tỵ tài đức song toàn có nhiều tài năng được nhiều người ngưỡng mộ họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp cũng rất biết cách đối nhân xử thế biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống tinh thần ham học hỏi luôn phấn đấu hết mình dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ thì với tài năng của bản thân người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp thành công không quá khó khăn. Vận mệnh người tuổi tỵ sanh vào tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch là tiết lập hạ. Người tuổi tỵ sanh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mơ ước họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, chỉ dũng song toàn. Dường như có thể làm được tất cả mọi điều chỉ cần họ muốn mà thôi. Người tuổi tỵ sanh vào tháng tư âm lịch, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhẹn nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân, chỉ đường, dẫn lỗi, nên bản mệnh có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công, vang dội. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 5 âm lịch Tháng 5 âm lịch là tiết mang chủng Người tuổi tỵ sanh vào tháng này trong năm Có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược Đầu óc lanh lợi thông minh Họ còn giỏi quan sát thời thể nhân tâm nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện các khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng 5 âm lịch may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hành thông rộng mở. Vận mệnh người tuổi tỵ sanh vào tháng 6 âm lịch Tháng 6 âm lịch trong năm là tiết tiểu thử Người tuổi tỵ có tháng sinh âm lịch rơi vào tháng 5 là người có lòng từ tâm Chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức Họ được trời ban cho phúc lộc vạn sự như ý, danh lợi song toàn Đây là người có quý tướng, thời trẻ chuyện học hành suôn sẻ thông minh hơn người dù đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc, bền lâu. Có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo. Dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người tuổi tỵ sanh vào tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào dò và địa vị xã hội khá cao. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này trong năm tính tình ôn hòa, nhã nhặn. Họ nổi tiếng là người sống thanh cao, trọng đạo đức, chỉ dũng hơn người. Sinh vào tháng 7 âm lịch người tuổi tỵ có mệnh số tốt đẹp, có thể tài trắng làm nên cơ nghiệp. Họ cũng là người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư giả. Dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 8 âm lịch này là người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng trọng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện, người tuổi tỵ sanh vào tháng này không phải chịu nhiều vất vả cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý, cường trụ Bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến vận mệnh người tuổi tỵ sanh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết hàng lộ, người tuổi tỵ sanh vào tháng này cuộc đời khá bình an thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa di quý, không thích mọi chuyện trở nên rối loạn mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chính sự lành. Đây là người học rộng biết nhiều, lại thông minh cơ trí, Xong, người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà vẫn cần phải cố gắng nỗ lực mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng bền trí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, người tuổi tỵ sanh vào tháng này là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi chân. Với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đổi bình thường, họ thích giao tiếp và có bạn bè khắp bốn phương. Là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm xương, để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công. Nếu không muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, khắp nơi tiết trời lạnh giá, cây cõi khó bề sinh trưởng, Người tuổi tỵ sanh vào tháng này, tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề, cuộc sống khó được đủ đây. Sinh không gặp thời. Lúc trai trẻ, người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn. Là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy nên họ dễ đắc tội với người làm mất lòng người khác người tuổi tỵ sinh vào tháng 11 âm lịch tốt nhất nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn người tuổi tỵ sinh vào tháng 12 âm lịch tức tháng chạp tháng 12 âm lịch trong năm là tiết tiểu hàng trời vào trời giả buốt rắn không muốn ra khỏi hàng cũng chẳng nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Người tuổi tỵ sanh vào tháng nay cũng vì thế phải chịu cảnh cơ hàng. Luôn gặp phải những chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có các tên cao, chiếu nhưng cũng khó lòng vạn sự như ý. Sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với người, có trước, có sau. Cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn sự nghiệp dân khởi sắc giành được nhiều cơ hội phát triển cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn